Rất vui được gặp lại quý chị, quý khách trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay, mình đang có mặt tại phường Nội Hóa thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, kế bên con đường quốc lộ 1K và siêu thị Bixi, gần con đường DT743 nối ra ngã ba Tân Vạn cũng như bến xe miền Đông. Hôm nay mình sẽ review cho khách hàng một căn biệt thự có diện tích là 221m². Đây là đường vào căn nhà nhé. Căn nhà này có hướng Tây Bắc. Được chủ nhà thiết kế này, trên cùng lập ngói nhé. Cổng đây cũng lập ngói luôn này. Cửa chính ngoài đây được chủ nhà làm một lớp cửa sắt kiên cố 4 cánh ở đây nhé. Trong và ngoài đã được chủ nhà gắn camera đầy đủ rồi. Di chuyển vào trong đây, mình có sân đậu xe hơi, đậu được khoảng 2 đến 3 chiếc xe. Và có view sân vườn hai bên rộng thoải mái. Bên hông bên đây chủ nhà làm hàng rào và đắp phù điêu rất là đẹp nha. Khoảng trống cực kỳ đẹp luôn. Mặt tiền được chủ nhà ốp đá kim sa màu hồng và một bộ cửa 4 cánh bằng gỗ gõ đỏ rất là đẹp nha. Không gian sân ngoài đây, chủ nhà có máy che di động này. Mình có thể kéo ra kéo vào thoải mái nhé. Bây giờ mình tham quan phía view bên hông trước, rồi mình sẽ quay phòng khách sau. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và view sân vườn hai bên rất đẹp nha. Ở đây có không gian bên hông này rộng khoảng gần 100m². Mình có thể sinh hoạt ở đây nhé, vui chơi giải trí. Bên đây có cây khế, cây xoài, cau đầy đủ hết. Chủ nhà đắp phù điêu và làm hàng rào kiên cố trên đây. Trên đây lợp mái che đầy đủ nhé. Hông phụ bên đây chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha màu xám, hai dàn trên và dưới, trên cùng lập ngói thái nhé. Căn nhà mát mẻ. Phía trong kia là khu bếp này. Đây có không gian trước cửa khu bếp nấu ăn đây nha. Một xíu mình sẽ vào trong phòng bếp, mình quay kỹ cho khách hàng mình cùng xem. Bây giờ mình quay ngoài sân vườn trước nhé. Phía đằng sau căn nhà mình cũng có một căn biệt thự vườn cũng rất đẹp nha. Trước một căn và sau một căn. Bên góc này có cây xoài nữa đây. Hông đắp phù điêu. Xung quanh được chủ nhà gắn camera đầy đủ hết nhé. Bên đây có cửa hông đi cuối căn nhà này. Phía trên là hệ thống nóng lạnh năng lượng mặt trời cũng như sân phơi để máy giặt trên. Khách hàng mình đợi một xíu, mình sẽ lên lầu trên mình review cho khách hàng mình cùng xem nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào trong cửa chính đi vào nhé. Xin mời khách hàng mình chiêm ngưỡng căn nhà đẹp này. Như hôm trước mình đã review rồi, hôm nay mình review kỹ lại cho khách hàng mình cùng xem nhé. Bây giờ mình đi vào cửa chính căn nhà này. Không gian cửa chính ngoài đây, chủ nhà làm cửa 4 cánh bằng gỗ gõ đỏ rất là cao cấp nhé. Ở đây có bậc tam cấp ở đây. Phía trước có cau cảnh này. Bên cây cau cảnh này trồng phía trước có tổ chim đây luôn này. Đất lành chim đậu nha.
di chuyển vào trong phòng khách. Phòng khách này rộng khoảng 45 m², được chủ nhà tặng lại một bộ bàn ghế gỗ cẩm rất đẹp nha. Tổng diện tích căn nhà này là ngang gần 6 m, đuôi nở hậu khoảng 13 m, tổng là 220 m². Phía hai bên là bức tranh kiến rất đẹp. Trên đây là hệ thống trần thạch cao, đèn chùm, đèn led rất là sáng và có quạt trần xinh xắn như này nha. Phía hông bên đây có cửa sổ rất nhiều nha, mình lấy sáng và lấy gió tự nhiên. Sàn được chủ nhà lót gạch bóng kiến loại 1 khổ 80. Ở trong đây chủ nhà trang trí tranh đá rất đẹp này. Di chuyển vào trong phía cuối căn nhà, khách hàng mình tham khảo cho kỹ nhé, nhà mình toàn tranh kiến. Khoảng trống kế bên cầu thang mình đây có view rất rộng, mình có thể kê phản ở dưới đây, kê ngựa ở dưới đây nha. Khoảng trống này rộng khoảng 15 m². Ngay không gian này, kế bên mình có một phòng ngủ dưới nhá. Kế bên khoảng trống này đã có một phòng ngủ dưới rất rộng rồi. Và mời khách hàng mình tham quan cái cuối này. Bên đây là khu bếp nấu ăn. Bên đây là phòng ngủ dưới. Phòng này rộng khoảng gần 20 m². Phòng ngủ dưới rất tiện nha. Di chuyển sang khu bếp nấu ăn. Ở đây mình có bếp nấu ăn kia, được bộ bàn ghế rộng thoải mái nhé, 8 đến 10 ghế cũng được luôn. Phòng nấu ăn này rộng khoảng hơn 20 m². Chủ nhà đóng hai dàn tủ bếp rất đẹp nha, chất liệu gỗ rất là cao cấp, mùi gỗ thơm phức luôn. Phía bên cuối căn bếp thì có cửa hai cánh nhé. Trên đây cũng có cọt Panasonic rất là cao cấp này, cùng với hệ thống thạch cao giật 3 cấp luôn, rất là đẹp. Đèn chùm, đèn led rất là sáng nhé. Nhà này sử dụng toàn đèn led không, rất là tiết kiệm điện cho khách hàng mình mua ở. Và cửa chính bên căn bếp này có cửa gỗ hai cánh rất đẹp. Phía cuối bên đây mình có chỗ kê máy giặt, cũng như phòng vệ sinh, cũng như lối đi ra bên sân vườn bên đây. Nhà này có 2-3 chỗ kê máy giặt luôn, tha hồ nhé. Đây một chỗ, trên lầu một chỗ và bên hông nhà một chỗ. Bên đây có chậu rửa mặt xinh xắn bên đây này. Đây là phòng vệ sinh dưới, nội thất cơ bản rất là ok này. Mần cầu Velasera và vòi tắm đứng sen thiền, cực đẹp nha. Tất cả cửa sổ, cửa bên hông cũng như cửa phòng vệ sinh đều được chủ nhà làm bằng chất liệu nhôm sinh pha màu xám. Bây giờ mình nhìn lại một lần nữa không gian tầng trệt nha. Quý khách hàng đang xem thấy căn nhà này đẹp thì hãy cho xin một like hoặc ấn đăng ký kênh để chia sẻ ủng hộ kênh mình nhé. Khoảng trống cầu thang này chủ nhà lót đá này rất đẹp nha. Cầu thang thì được chủ nhà ốp đá rất là đẹp, mình không biết đá này tên gì luôn. Bạn nào dành ở bên đá thì cho mình xin ý kiến dưới comment để lần sau mình tiện review cho khách hàng mình xem nhé. Tay vịn thì gỗ gò đỏ,
kiến cường lực 12 ly rất là chắc chắn nha. Bây giờ mình sẽ lên trên tham quan này. Quý khách hàng nào có nhu cầu xem căn nhà này thì hãy vui lòng liên hệ với số điện thoại của mình trên màn hình, số 0973 114 255, hẹn gặp mình ở siêu thị Bixi hoặc ngay quốc lộ 1K hoặc là chợ Đông Hòa hoặc chợ Nội Hóa, mình sẽ dẫn khách hàng vào xem căn nhà này nhé. Không gian trên đây có bức tranh kiến đẹp này. Bây giờ mình sang tham quan các phòng ngủ bên đây cũng như phòng vệ sinh nhé. Bên đây có phòng vệ sinh tiếp theo rất là rộng nha, nội thất cơ bản rất là ok. Đây có vòi tắm đứng sen thiền này, bàn cầu Velasela rất là cao cấp, chậu rửa mặt đây nhé, nội thất cơ bản rất là ok. Bên đây mình có phòng ngủ thứ hai này, tất cả phòng ngủ rất là rộng. Cửa chính đều được chủ nhà làm cửa gỗ gò đỏ nhé. Phía trên mình đây có trần giật 3 cấp. Sàn trên đây cũng được chủ nhà lót gạch bóng kiến khổ 80 nhé. Bây giờ mình xem sân phơi phía cuối phòng ngủ này này. Phía cuối bên đây cũng có một căn biệt thự vườn nhé. Đây có không gian phơi đồ máy giặt trên đây. Mình có thể kê máy giặt đây này. Bên đây có căn biệt thự vườn rất là đẹp. Bây giờ mình sang tham quan phòng ngủ tiếp theo. Quý khách hàng đang xem, nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ và cho mình xin một like chia sẻ nhé. Để ủng hộ kênh để mình có động lực review những căn nhà đẹp tại Bình Dương cũng như Sài Gòn cho quý khách hàng mình cùng xem. Sang tới phòng ngủ bên đây. Phòng ngủ này rộng khoảng 20 mét vuông này. Phòng ngủ này có nhà vệ sinh riêng cho phòng luôn nhé. Có cửa sổ phía cuối này. Phòng vệ sinh này cũng rất ok nhé. Nội thất cao cấp. Cũng như các phòng vệ sinh ở dưới. Vòi tắm đứng sân thiền. Bàn cầu Velasela. Bên đây có cửa sổ hai cánh bên đây nhé. Đây có cửa hai cánh. Đây có ban công phía trước của phòng ngủ này này. Căn nhà rất nhiều lối đi. Phía trước mình đây cũng có căn biệt thự đây nhé. Quý hàng ở Sài Gòn có thể mua về đây để nghỉ dưỡng, hưởng thụ những thành quả của bao năm lao động vất vả. Ở Sài Gòn thì rất ồn ào náo nhiệt, nếu người lớn tuổi thì ở đây sẽ hợp hơn nhé. Không gian thoáng mát, yên tĩnh, trong lành. Gần đây không có công ty xí nghiệp, chỉ có nhà vườn và biệt thự thôi. Căn nhà này được chủ nhà đang kêu giá rất là mềm, chỉ 8 tỷ đồng, còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà. 8 tỷ cho căn biệt thự 220 m², ngay tại khu phố Nội Hóa thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, kế bên siêu thị Bixi và quốc lộ 1K, gần con đường DT743, di chuyển đi bến xe miền Đông hoặc sân bay Long Thành hoặc sân bay Tân Sơn Nhất rất là tiện. Mình ra quốc lộ 1K là đi sân bay Tân Sơn Nhất chỉ hết khoảng 10 đến 15 phút thôi. Đây là phòng ngủ tiếp theo này. Nội thất cơ bản rất là ok nha.
Tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà đi đường âm máy lạnh cũng như hệ thống cáp nét âm tường hết rồi. Hệ thống nóng lạnh thì đã được chủ nhà đi và gắn máy nóng lạnh luôn rồi. Sang tới phòng thờ. Đây mình có phòng thờ rộng nha. Cửa chính và cửa phụ làm cửa gỗ và cửa nhôm sinh pha. Trên đây trần thạch cao được chủ nhà giặt hai cấp làm theo hình hạt xoài rất đẹp. Đây có view phía trước này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là 221 m², được nằm ngay tại phường Nội Hóa thuộc thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, kế bên con đường quốc lộ 1K và siêu thị Bixi. Nhà này cách Linh Xuân Thủ Đức chỉ khoảng hơn 1 km thôi, cách cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức khoảng 2 km. Rất tiện di chuyển đi trung tâm thành phố. Đây là không gian sân đậu xe hơi được 2 chiếc nhé. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích thì hãy cho xin một like chia sẻ nhé.